Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Linh mục dũng cảm cứu người bị cá mập tấn công, được thưởng anh dũng bội tinh. Sứ thần Tòa Thánh cho biết về tình hình Ukraine. Một phụ nữ Ukraine 104 tuổi đã không rời khỏi nhà của mình trong 10 năm, hiện đang chạy trốn chiến tranh. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Linh mục dũng cảm cứu người bị cá mập tấn công, được thưởng anh dũng bội tinh. Cha Liam Ryan đã can đảm giải cứu một người lướt ván khỏi con cá mập sát thủ. Cha Liam Ryan vừa nhận được giải thưởng về lòng dũng cảm của Úc vì đã trèo ra biển và giải cứu một vận động viên lướt sóng đang cố gắng chống đỡ sự tấn công của một con cá mập trắng lớn dài đến 5 mét. Sự kiện này xảy ra vào ngày 31 tháng 7 năm 2020 khi vận động viên lướt sóng 28 tuổi Phil Mummett cách bờ biển 100 mét ở vịnh Bunker, Tây Úc. Ơn Chúa quan phòng, cha Ryan cũng đang ở trong khu vực. Tôi đang đi nghỉ xuống phía nam cùng với người thân Jess Woolhouse và gia đình của anh ấy và chúng tôi quyết định đi lướt sóng ở vịnh Bunker. Anh Hùng Linh Mục chia sẻ với Cath News. Chúng tôi chưa ở dưới nước lâu và đang trèo ngược ra ngoài để đón con sóng thứ hai thì tôi nhận thấy vây lưng của một con cá mập lớn dài 5 mét nổi lên bên cạnh một người lướt sóng. Con cá mập leo vào người lướt sóng, cắn vào ván lướt sóng và cẳng chân của anh ta, hất người lướt sóng xuống nước. Mummett đã nhanh trí tống nửa tấm vác bị cắn của mình vào miệng con cá mập và sợ hãi khi con cá mập khổng lồ tiếp tục vây quanh mình. Rất may là cha Ryan, bạn của ngài và một vận động viên lướt sóng nữa, Alex Oliver, đã trèo ra để giúp người lướt sóng bị thương. Và không nghi ngờ gì, với ơn quan phòng của Chúa, Mummett đã được giải cứu. Cha Ryan nói, Phil đã rất may mắn. Sau đó chúng tôi phát hiện ra rằng con cá mập chỉ chút xíu nữa là đớp được mục tiêu chính của mình. Bạn có thể gọi đó là may mắn, nhưng tôi thích nghĩ đó là ơn quan phòng. Cha Ryan, một tuyên úy tại bệnh viện St. John of God ở Midland, rất vui mừng với giải thưởng, nhưng giải thích rằng ngài chỉ hành động theo bản năng. Sứ thần Tòa Thánh cho biết về tình hình Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ý Famiglia Christiana, nghĩa là gia đình Kitô, sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine tâm sự về cách ngài đương đầu với những thời khắc đen tối mà đất nước mà ngài mới đặt chân đến hồi tháng 9 năm ngoái đang phải đối mặt. Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kalbokas, 47 tuổi, người Lithuania nói, tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng nó sẽ xảy ra một cuộc xung đột tầm cỡ như thế này. Nhà ngoại giao của Đức Giáo Hoàng đã ở lại Kiev, mô tả sự phi lý của cuộc chiến và kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói, cầu nguyện là một vũ khí tinh thần cơ bản. Khi được hỏi về chuyến thăm có thể có của Đức Giáo Hoàng tới Ukraine, Ngài cho biết Ngài đã chuyển lời mời của thị trưởng Kiev cho phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Thật là tuyệt vời và rất có ý nghĩa nếu có Đức Giáo Hoàng ở giữa chúng ta. Nhưng tôi đã suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng với các giám mục và thật không may. Thật không dễ dàng chút nào để tổ chức một chuyến thăm trong hoàn cảnh này. Trong điều kiện hiện tại, một chuyến đi như vậy dường như là bất khả thi đối với Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng không thể đến Ukraine, nhưng Đức Hồng Y Kurt Koch có thể đến được. Có rất nhiều tiếng nói kêu gọi Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Ukraine bị chiến tranh tàn phá. Đối với linh mục Martin Wallen, cựu tu viện trưởng tu viện dòng biển Đức ở Ansendel, một chuyến đi như vậy sẽ phản tác dụng ở chỗ có thể chọc tức Vladimir Putin và thượng phụ Kirill của Mạc Tư Khoa, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngược lại, một chuyến đi của Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo sẽ khả thi. Nếu Bộ trưởng Đại kết của Vatican hợp nhất tiếng nói của mình với các nhà lãnh đạo tôn giáo của đất nước,
thì tiếng nói này sẽ không bị bỏ qua ở Mạc Tư Khoa. Vị linh mục Thụy Sĩ khẳng định, ngài cũng tin rằng nếu Kirill lên án chiến tranh, Putin sẽ sớm bị tước vũ khí. Cha Wallen ngậm ngùi nói, nhưng Kirill đã không làm như thế. Ông ta đã để cho Putin mua lại mình. Một phụ nữ Ukraine 104 tuổi đã không rời khỏi nhà của mình trong 10 năm, hiện đang chạy trốn chiến tranh. Người phụ nữ này được cho là người tị nạn lớn tuổi nhất thoát khỏi cuộc chiến ở Ukraine để đến Ba Lan. Bà Zofia Kukin đã đến Ba Lan cách đây khá lâu vì các thành viên trong gia đình bà, con gái, con rể, cháu và chắc đều sống ở đây. Vì tuổi cao nên cô con gái Luisa muốn mẹ đến ở cùng. Vì vậy, năm ngoái, người phụ nữ 104 tuổi này đã nộp đơn xin cấp hộ chiếu. Sau đó, truyền thông Ukraine lần đầu tiên chú ý đến bà, tự hỏi tại sao một người phụ nữ ở độ tuổi của bà ấy lại cần hộ chiếu. Gia đình cũng đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Ba Lan cho Zofia, vì bà có cả cha lẫn mẹ đều là người Ba Lan. 10 năm qua, bà cụ chưa bao giờ rời khỏi căn hộ của mình, chứ đừng nói là đi du lịch. Bà gặp khó khăn trong việc đi lại vì phần hông yếu ớt của mình. Bà ấy không tự di chuyển và vì căn hộ của bà ấy ở tầng 3 nên việc mua sắm hàng tạp hóa là điều không thể. Khi chiến tranh nổ ra, gia đình quyết định di tản Zofia ngay lập tức. Sáng ngày 5 tháng 3, ngay sau khi hết giờ giới nghiêm, Zofia lên đường sang Ba Lan. Chuyến đi không tránh khỏi những phức tạp. Con gái nhỏ và cháu trai của bà đã đồng hành cùng bà trong cuộc hành trình. Chặng đầu tiên là đi xe hơi đến trạm xe buýt đưa bà từ Odisha đến Moldova. Với sự giúp đỡ của tổ chức Ba Lan North và Do Thái Hess có trụ sở tại Odessa, Zofia đã được đưa ra khỏi thị trấn và được chăm sóc y tế. Cuối cùng, bà Zofia đã đến Warsaw bằng máy bay và đoàn tụ với con gái yêu của mình. Luisa kể cho Alesha câu chuyện về mẹ cô vì mẹ cô không nhớ gì nhiều về chuyến đi. Tuy nhiên, bà ấy còn nhớ tuổi trẻ của mình và những nhà thờ Ba Lan mà bà đã tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Và bà vẫn thuộc lòng câu nói bằng tiếng Ba Lan: chúc tụng Chúa Giêsu Kitô. Là một nữ hộ sinh trong nghề, Zofia thường là nhân chứng cho phép lạ sinh nở. Một lần, khi bà đang giúp đỡ đẻ cho một cặp song sinh, người mẹ yêu cầu cô giết một trong hai đứa. Là một tín hữu công giáo, bà kiên quyết từ chối. Bà vẫn nhớ về cuộc chiến trước đây, những ngôi nhà bốc cháy, xác chết và sự giải phóng của Odessa vào năm 1944. Bà ấy có hiểu những gì đang xảy ra bây giờ ở Ukraine không? Thật khó để nói, nhưng khi chụp ảnh, bà ấy làm dấu hiệu chiến thắng bằng những ngón tay của mình. Quan chức nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết các thành phố Ukraine đã bị tấn công bởi các cuộc không kích và pháo kích lớn trong cuộc xâm lược kéo dài 5 tuần của Nga, giết hại dân thường và phá hủy bệnh viện trong những hành động có thể trở thành tội ác chiến tranh. Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, bà Michelle Bachelet kêu gọi Nga rút quân vô điều kiện. Bà cũng cho biết văn phòng của bà đã nhận được những cáo buộc đáng tin cậy rằng các lực lượng Nga đã sử dụng bom chùm và đạn chùm ở các khu vực đông dân cư của Ukraine ít nhất 24 lần. Bà nói, các ngôi nhà và các tòa nhà hành chính, bệnh viện và trường học, các trạm nước và hệ thống điện hoàn toàn không được chừa ra. Nga đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường nhằm giải giáp và phi quốc xã hóa nước láng giềng. Bà Basel nói rằng văn phòng của bà, nơi triển khai gần 60 cơ quan giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc ở Ukraine, đã xác minh 77 sự việc, trong đó các cơ sở y tế bị hư hại, bao gồm 50 bệnh viện. Bà nói, các cuộc tấn công này là bừa bãi bị cấm theo luật nhân đạo quốc tế và có thể trở thành tội ác chiến tranh. Đề cập đến các quy tắc chiến tranh được thể hiện trong các công ước Geneva, Basel nói, việc phá hủy lớn các đối tượng dân sự và số lượng thương vong dân sự cao cho thấy rằng các nguyên tắc cơ bản về phân biệt,
tương xứng và đề phòng đã không được tuân thủ đầy đủ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.